Tôi là Lê Sinh, founder của thương hiệu thời trang Rizoda. Trước đây tôi gặp hai vấn đề sau. Tôi đã từng làm việc cho công ty nước ngoài được 15 năm, nhưng mà vào một ngày nọ thì tình hình công ty gặp khó khăn và nhân viên công ty nghỉ hết bởi vì công ty không còn khả năng thanh toán tiền lương. Chỉ còn lại mình tôi với lại giám đốc. Tuy nhiên thì do cái khoảng thời gian gắn bó với nhau dài và tôi là người thân duy nhất của ông tại Việt Nam, cho nên là tôi không thể rời bỏ ông trong cái lúc khó khăn này. Cái tình hình này nó kéo dài hơn một năm trời và tôi không biết phải làm sao. Đi thì không nỡ mà ở lại thì cũng không đành. Và tôi đang lay hay với chính mình. Song song với cái việc làm công ty thì tôi có kinh doanh một cửa hàng thời trang xuất khẩu. Tôi làm được hơn 2 năm nhưng mà cái kết quả kinh doanh thì nó không có đạt được. Thời gian dành cho nó thì nhiều. Chính hai cái vấn đề này đã làm cho tôi cảm thấy bế tắc. Và vào một ngày nọ, khi đang lang thang trên Facebook thì tôi thấy một cái bài chia sẻ về kiến thức kinh doanh. Tôi đã nhấn vào nó. Và đây là cái cơ duyên để tôi kết nối đến Bi. Đến đây thì tôi có được 3 bài học sau. Thứ nhất là về kiến thức. Làm gì cũng phải học, kinh doanh cũng vậy. Trước đây tôi ra kinh doanh nhưng mà tôi không có kiến thức, tôi bị mù mờ về kinh doanh. Và đó là lý do dẫn đến cái việc tôi lòng vòng và tôi luôn bận rộn nhưng mà kết quả thì không có. Cái thứ hai là về cái niềm tin. Niềm tin vào chính mình, niềm tin vào cái sản phẩm của mình. Trước đây tôi không nghĩ là tôi kinh doanh được. Tôi chỉ nghĩ là mình buôn bán để kiếm thêm thu nhập thôi. Nhưng mà khi đến đây thì tôi thấy rõ cái lộ trình ở phía trước. Tôi có thể cố gắng để tạo dựng cái thương hiệu cho riêng mình. Cái bài học thứ ba là cái kỷ luật, cái cam kết với chính mình. Khi mà có cái kỷ luật, cái cam kết với chính mình thì mình sẽ có cái nguồn năng lượng mỗi ngày để mình thực hiện cái mục tiêu của cuộc đời mình.